Đó, tôi nói ông rồi, nói ông rửa lại đi, ông không nghe, kiểu như vậy. Ok. Ai phờ đi đi đi. Để biết mới tắm vô đó ông bà cô chú anh chị. Xin chào Để biết ơi. Giỏi gì. Xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại kênh Trang Family TV. Đang bảo chú chị cái này là đậu đen với đậu phộng, hôm qua mình ngâm á, mình ngâm xong mình bỏ tủ đông, bây giờ nó đông cứng lại như vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ làm sao để lấy nó ra cho nó dễ. Đây, đây là đậu phộng. Đậu phộng thì tự nó lời ra, tự nó lời ra. Còn đậu đen thì nó một cục cứng như vậy. Cái mình bỏ vào cái bao, mình đập ra. Đây là gạo. Gạo mình đã vo rồi nè, bây giờ mình cho vào mình nấu cơm. Đây anh Giang anh cho đậu phộng vào rồi. Okay, thì mình cho đậu đen vô. Ok. Just a little bit. Let it dry. Mmm. Cơm. Cơm. Xong bây giờ mình đem mình đi nấu thôi bà chú anh chị. Mình ngâm rồi đó, đậu mình ngâm 8 tiếng rồi cho nên là cơm gạo nó chín á thì đậu nó cũng chín mềm luôn, chín rất nhanh và ngon. Cơm. Thôi đưa mẹ. Đi nấu mà, nấu cơm nghe. Đây để mẹ lấy đồ cho ăn. Đây ông bà cô chú anh chị, sáng nay mình sẽ ăn cà tím xào. Anh Giang đang cắt cà tím đó. Cái dao nó đùi đó, cắt nó không đứt, cái vỏ cà tím nó dài á. Đó, đưa nước cho uống là đổ cái bẹt xuống đất đâu bà cô chú anh chị. Đó, thấy chưa? Ngày nào mình cũng lau nước đổ 180 lần. Phải không? Gục nữa chứ. Gục nữa hả? Uống nước nữa không? Chờ một chút nha. Mẹ thì lau, con thì cứ đổ nước xuống tiếp như vậy đó, coi được chưa? Ai vậy bố? Sau khi mình cắt xong á thì mình sẽ ướp vào một chút muối, giống như ướp làm kim chi đó đó bà chú anh chị. Cái cách này là của người Hàn Quốc, người ta nấu như vậy đó. Coi ông bà cô chú coi, thấy anh Giang ảnh đổ muối mà mình sẵn luôn rồi nè. Đổ gì mà nhiều muối dễ sợ đó trời ơi. Anh Giang bảo mình lấy thanh cua cho thêm vào nấu chung luôn. Thì mình dùng cái loại thanh cua này. Thì thanh, nói thanh cua chứ làm từ cá ba sa đó ông bà cô chú. Mình lột cái bao ni lông này ra. Mình thích lột cái bao này đó, cái cảm giác nó sướng làm sao á. Đây ông bà cô chú anh chị, sau 5 phút mình ngâm cái nó xìu xuống còn có xíu xìu nè, mình vắt cái nước đi. Mình hỏi anh Giang á là vắt đi hay là có rửa lại không. Anh Giang bảo là không cần rửa, chỉ cần vắt sạch nước đi thôi thì nó cũng không có mặn đâu. Mình hỏi ảnh lại một lần nữa có chắc như vậy không, ảnh nói là chắc, tiên ảnh đi. Thì mình tiên ảnh đó ông bà cô chú anh chị, để coi ảnh nấu tiếp tục thử nó có mặn hay không. Mà lúc nãy mình thấy ảnh đổ muối nhiều ơi là nhiều luôn rồi đó. Cái ảnh nói là thôi rửa lại một chút xíu, cái mình lấy một chút nước mình đổ vào. Ảnh nói một chút xíu nước thôi, để ảnh rửa một chút xíu thôi. Cái ảnh vắt cái nước này đi. Nè, mình vắt kiệt nước, không kiệt lắm.
Thế nó kỳ quá thì nó khô rang hết cái chi để ăn luôn. Tiếp theo mình cắt vào một củ hành tây và mình cho chút dầu vào, mình xào. Mình cho vào một chút tiêu. Đây, khúc này với kinh đây ông bà cô chú. Ảnh còn cho thêm tiếp tục dầu hào vào nữa. Mình nấu ăn á, mình ít sử dụng dầu, ít sử dụng gia vị kiểu như dầu hào rồi bột nêm, vị tinh đồ lắm ông bà cô chú anh chị. Mình chỉ dùng muối, một chút muối nè, rồi đường. Thì mình có thể dùng đường phèn hoặc là đường mía thô và dầu dầu đậu phộng. Đây, khúc này mới cũng ghê hơn nữa. Ảnh tiếp tục cho thêm xì dầu ngâm nén vào. Ảnh chưa nếm thử mà ảnh cứ cho gia vị vào như vậy đó ông bà cô chú anh chị. Cho hai muỗng luôn nữa với kinh. Mình ngồi mình edit video lại mình mới thấy ảnh nấu. Sẵn luôn thiệt đó chứ. Xong thì mình sẽ cho cái thanh cua này vào. Mình xào cho nó chín, cho nó mềm ra là được. Đó ông bà cô chú anh chị thấy anh ra ảnh ngửi không? Ảnh nấu ăn á, ảnh không có nếm mà ảnh cứ ngửi như vậy đó. Xong thì mình cho vào đây một muỗng tỏi băm nữa. Người Hàn Quốc mình thấy tỏi là cho vào sau để cho nó giữ mùi tỏi thơm chứ không có phi tỏi trong dầu giống như người Việt của mình. Tiếp theo là ảnh xịt dầu mè vào cho thơm. Anh Giang ảnh mang áo, cái kiểu của ảnh là hay lặt cái cổ áo lên đó ông bà cô chú anh chị. Chứ trước đây ảnh mang cái áo mà cái cổ nó mềm á, cái nó không có đứng cái cổ được á. Cái có cô nói là vợ mà không quan tâm chồng thấy cổ áo như vậy mà không sửa lại. Không phải đâu ông bà cô chú anh chị. Anh nói mặn hả? Cái anh nói mình lấy nước cho anh để anh đổ vô đó ông bà con chú anh chị. Anh đút cho mình một miếng cà tím thử mà mình ăn hắn mặn còn hơn cục muối nữa luôn á. Hắn mặn mà hắn rát cái cổ mình luôn đó ông bà con chú anh chị. Mặn cũng phải, lúc nãy anh đổ muối vào, anh bóp cái cà tím, anh đổ nhiều như vậy luôn mà anh không rửa lại mà biểu sao. Trời ơi. Tỏi trong cái thố ngăn mát của mình hết rồi đó ông bà con chú anh chị, cho nên mình sẽ lấy ra một cục tỏi băm mà trữ đông này. Thì cái cách mà chia cục như vậy mình đã có chia sẻ rồi. Không phải bánh mì con. Rồi. Xong cái mình cho vào cái thố này mình bỏ vào tủ mát thì nó sẽ rã đông ra. Mình dùng nấu ăn được 3-4 ngày như vậy đó ông bà con chú anh chị. Mỗi lần nấu ăn rất là nhanh và tiện lợi luôn. Đây, còn mấy cục nè. 1, 2, 3, 4. 4 cục rưỡi. Thấy cái này thì khi mà còn khoảng 1 cục á thì mình sẽ mua tỏi về mình làm lại và mình trữ đông. Đây ông bà cô chú anh chị, món cà tím rim muối của anh Giang đây. Món ăn huyền thoại. 하나, 둘, 셋. 예수님 아멘. 감사합니다. 자. 예수님 아멘 시작. 하나, 둘, 셋. 예수님 아멘. 감사합니다. 잘했어요. 주세요. 감사합니다, 아빠. 감사합니다, 아빠. 고마워. Xin mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn sáng với gia đình nhà Giang. Cái anh Giang đưa cho mình là dưa leo baby đó ông bà, cô chú, anh chị. Ngon. Dưa leo baby ông bà. Dưa leo baby. Hàn Quốc. Là gì? Hàn Quốc. Ừ. Ôi. Ừ. Dưa leo Hàn Quốc là ôi. Ma. Đây là cá cơm rim hạt đây ông bà con chú anh chị.
Và đây là cái đậu phộng rim hôm qua đó. Đây, đậu phộng rim xì dầu. Thì buổi sáng nhà mình sẽ thường nấu một món rồi ăn thêm với những cái món đi kèm như vậy. No. Dạ. Đây là cái gẹ, gẹ ngâm tương Hàn Quốc, khâu một cái càng. Cho anh Giang ăn. What this? Mình Thiêu cũng thích ăn gẹ ngâm tương lắm ông bà cô chú. Còn một cái càng gẹ mà anh chia quanh như vậy, chia cho Matthew một xíu rồi anh được bỏ cho mình một cục đó. Cái này lúc đầu á mình cũng không ăn được đâu, mà ăn được rồi là mình lại thấy cũng ngon. I love you. Mình nhường ảnh lại cái gẹ ngâm tương mà ảnh không ăn, ảnh nhường lại cho mình, ảnh bảo mình ăn đi. Thấy rồi, còn có một cái càng đó thôi đó ông bà của chú anh chị, cho nên nhường qua nhường lại như vậy đó. Đây ông bà của chú nấu mà cái nồi này có cơm cháy rất là ngon luôn. Mỗi lần ăn cơm xong là cả nhà dành ăn cái phần cơm cháy phía dưới như này đây. Ăn giòn giòn, nhai thơm thơm, ngon lắm luôn á. Đó, vàng rượm luôn nè. Rất giòn. Còn cái cà tím của anh Giang á, thì mình bỏ nước vào thì cái nước nó cũng không mặn, à, chan thành canh ăn cũng được. Nhưng mà cái lá cà tím thì nó vẫn còn mặn luôn đó ông bà cô chú anh chị. Ảnh thì nấu ăn nhiều lúc cũng bị thất bại như vậy đó. Nhưng mà mình không có bao giờ mình chê ảnh kiểu như dạy đời ảnh, hay là nói cái kiểu lan giọng với ảnh. Không có, không bao giờ mình nói đó tôi nói ông rồi, nói ông rửa lại đi ông không nghe, kiểu như vậy. Thì mình không bao giờ mình nói như vậy đâu. Mình im lặng mình ăn thôi. Thì nếu mình không thích ăn thì thôi, còn nếu mà cảm thấy ăn được thì mình ăn, chứ không có việc gì mình phải chê bai hết. Tại vì mình biết cái việc nấu ăn á, nó cũng cực khổ rồi. Vào bếp mình sơ chế rồi nấu ăn nó cũng mệt mỏi lắm chứ. Rồi cái người được nấu cho ăn á thì cũng không nên chê. Dù có dở thì mình cũng nghĩ là không nên chê cái người nấu ăn đâu ông bà của chú anh chị. Đặc biệt là đối với vợ chồng, con cái hay là cha mẹ của mình cũng vậy. Những người thân xung quanh của mình đó. Thôi mình xin được cắt video đến đây. Video sau là video mình sẽ đi học lái xe sau khi ăn sáng xong. Ông bà cô chú anh chị cùng xem ủng hộ cho gia đình nhà mình với nhé. Hẹn gặp lại tất cả ông bà cô chú anh chị và các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.